Tập 33. Sao ta lại có thể sử dụng tiền của muội để mua quà cho sư tỷ? Với lại tiền của muội cũng chẳng phải dùng hết rồi sao? Chuyện này quá đơn giản, xem ta đây. Cái này là chiếc trăm được đặt làm riêng cho nhà quan, danh tiếng hiển hách ở kinh thành, ít nhất trị giá 100 lượng. Ta đổi cho người lấy 50 lượng thế nào? Được chứ, được chứ. Như vậy sao mà được? Chiếc trăm này đáng giá như vậy. Tuy ta không thích sư tỷ của huynh lắm, nhưng mà nói đi nói lại thì cô ấy cũng là người thân của huynh. Sinh thật cô ấy ta cũng phải bày tỏ chút tấm lòng. Đưa ta, cứ vậy đi. Được rồi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, tương lai còn có thể kiếm được. Nhưng mà một chiếc trăm thôi. Sư tỷ của huynh một năm mới sinh thật một lần. Nào, cầm lấy. Đây. Thái tước, ta quả nhiên không nhìn lầm, muội quả là người tốt. Đừng nhìn ta như vậy nữa, nếu còn lề mề sẽ lỡ mất sinh thần của sư tỷ. Đi thôi. Trình đại nhân, ta có thể mở mắt được chưa? Sắp rồi. Mở mắt ra đi. Trình đại nhân, đây là bị trường thọ huynh đấu cho ta sao? Hôm nay chẳng phải là sinh thần của cô sao? Ta cũng không biết chuẩn bị gì, nên nấu cho cô một bát mì trường thọ. Chúc cô bình an vui vẻ. Trình đại ca, Quynh không phải là nhị hoàng tử sao? Xuất thân cao quý, sao lại biết nấu những món này? Mẫu thân ta là người Trung Nguyên. Cứ mỗi lần tới sinh thần của ta thì mẫu thân ta sẽ nấu một bát mì trường thọ. Lúc đó mẫu thân ta nấu, còn ta đứng cạnh nhìn. Ta còn nói với bà ấy, đợi các nhi lớn, con cũng muốn nấu mì trường thọ cho mẫu thân. Nhưng khi ta thực sự trưởng thành rồi, lại không được ăn mì trường thọ mẫu thân ta nấu nữa. Để cả cơ hội để nấu một bát mì trường thọ cho người cũng chẳng được. Trình đại ca, Quynh đừng quá đau buồn. Quynh hiếu thảo như vậy, mẫu thân Quynh trên trời có linh, nhất định rất an ủi. Ta sẽ sống thật tốt, không phụ di nguyện của mẫu thân ta. Trình đại ca, chúng ta đều là những đứa trẻ không còn cha mẹ, cũng coi như là đồng bệnh tương lân. Hôm nay Quynh đấu cho A Liên bắt mì trường thọ, A Liên khắc ghi trong lòng, sau này nhất định báo đáp. Chỉ có một bát mì thôi, báo đáp làm gì? Tranh thủ lúc còn nóng thì ăn đi. Đây là bát mì trường thọ ngon nhất A Liên được ăn. Phải rồi A Liên, tối nay ta phải đi tuần đêm, có lẽ không thể ở cùng cô quá lâu. Hay là như vậy, ta bảo các huynh đệ trong quân doanh cùng qua ăn mừng sinh thần, để mọi người cùng vui vẻ. Không cần đâu. Bát mì trường thọ Trình đại ca nấu cho A Liên ngon hơn bất cứ món nào trên đời. Hay là ta đi tuần đêm với huynh? Được thôi. Nhưng gần đây yêu quái kia không biết đi đâu mất rồi. Đúng là kỳ lạ. Cũng không biết nó đang ẩn náu nơi nào, chờ cơ hội để dùng dậy. A Liên, các cô có pháp thuật trừ yêu nào đơn giản không? Dạy ta vài chiêu để phòng thân cho tiện. Được thôi, không thành vấn đề. Bây giờ không cần, cô ăn mì trước đi. Phu cư, muội đang làm gì? Ta đang chuẩn bị sự hợp cẩn cho tiểu thư và Dương Hiệu Quý. Không phải nói ta không cần sao? Mau đổ rượu đi. Tiểu thư, ta cũng muốn tốt cho tiểu thư thôi. Tối nay lúc ở trong bếp, ta thấy tiểu duy của nương chuẩn bị đồ ăn, nói là đợi Dương đại ca về uống. Cái gì?
Tiểu thư, Tiểu Duy là kẻ tâm cơ, làm sao có thể đơn giản chỉ uống rượu trò chuyện. Chắc chắn cô ta sợ Dương Hiểu Quý xa cách cô ta, nên muốn chớp lấy thời cơ quyến rũ Dương Hiểu Quý. Cô ta có thể sử dụng cách như vậy, tại sao tiểu thư lại không? Huống chi người Dương Hiểu Quý thích là tiểu thư. Không được, cô ấy xuất thân như thế nào, còn ta lại là nam tử thích nữ tử. Tuy không bàn tới xuất thân cao thấp, nhưng mà có vài nam tử vẫn khá kiên kỵ những nữ nhân vượt trội hơn họ, thân phận cao quý hơn họ. Thực ra nam nhân mong muốn thê tử răm rắp nghe lời mình. Hèn chi trước đây đại ca cứ giữ khoảng cách với ta, là vì huynh ấy kiêng dè thân phận của ta, vì vậy nên Tiểu Duy thừa nước đục thả câu. Cho nên tiểu thư à, cô đừng do dự. Chẳng lẽ Dương Hiệu Quý còn không quan trọng bằng thân phận và sự tự tôn của tiểu thư hay sao? Cái này ta không thể gài bẫy của nấy được. Không được. Tiểu thư, thư hoa nồng quá, ta ra ngoài đi dạo một chút. Tỷ tỷ à, tỷ đừng tốn công. Tên Dương đại ca đó đúng là tên mù. Tỷ đối với hắn tốt tới đâu, hắn đều làm như không thấy. Đây là điểm tâm Dương đại ca thích nhất. Lúc chúng ta vừa mới quen nhau, ta đưa cho huynh ấy ăn, huynh ấy còn khen ta nấu ngon. Ta tin là huynh ấy sẽ nhớ tình cảm giữa hai ta, nhớ đến lời thề của huynh ấy. Nếu hắn ta thực sự nhớ như lời hứa hẹn với tỷ, thì làm gì có chuyện đi sớm về khuya, rõ ràng là muốn tránh mặt tỷ. Nhất định sẽ có cơ hội. Bất kể dùng cách gì, ta cũng phải để huynh ấy biết tình cảm ta dành cho huynh ấy. Bất kể ta từng làm gì, cũng đều vì tình cảm ta dành cho huynh ấy. Nếu Dương Anh thực sự hiểu được cách phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả, thì sao tỷ phải hao tổn nhiều tâm sức như vậy? Muội nghe nói lúc trước Lý Tịnh còn từng giở trò bỏ nhà ra đi. Nếu cô ta muốn bỏ đi thật, thì sao lại để Dương đại ca tìm ra cô ta? Sợ quá rồi. Cô ta chỉ muốn giả vờ đáng thương để lấy được sự đồng cảm, muốn thăm dò thử cô công chúa ngần ngạch đó. Trước giờ vẫn luôn muốn trở thành nữ anh hùng, sao lại động lòng với nam tử? Đúng vậy, Dương đại ca dễ lừa thật, trúng kế của cô ta luôn. Vội vội vàng vàng đón cô ta về, cung phụng cô ta đủ đường, tức quá mà. Dỗ dành cũng được, bảo vệ cũng chẳng sao. Dung mạo cô ta đã bị quỷ, Dương đại ca đối với cô ta chỉ là sự áy náy, nên mới chăm sóc cô ta như vậy. Tỷ tỷ, hay là tỷ đi hỏi Dương Anh, cuối cùng hắn ta muốn chọn tỷ hay là Lý Tịnh? Chỉ có thể chọn một trong hai, xem hắn chọn thế nào. Bây giờ hai người cứ dây dây dưa dưa, muội sốt hết cả ruột rồi. Muội yên tâm, Dương đại ca vẫn yêu ta. Giữa bọn ta hiện giờ chỉ có chút hiểu lầm. Để đến lúc huynh ấy vui giận, huynh ấy nhất định sẽ chọn ta. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Sự mà cô nói thực sự có thể khiến người ta say sao? Sự ngâm bằng hoa quả đặc biệt của Nam Cương, uống thì ngọt nhưng khá nặng đô. Tiểu thư muốn uống không? Ta đi lấy cho tiểu thư. Uống một mình chi bằng uống hai người. Phu Cư, cô nói đúng. Nếu ta còn không chớp lấy thời cơ, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Giúp ta mời Dương đại ca tới, cứ nói ta nhớ người thân ở kinh thành, mời huynh ấy uống rượu bầu bạn, cứ nói như vậy đi. Dạ. Nào, cạn ly. Đại ca,
Đại ca, huynh có còn nhớ chúng ta từng đến núi Vua Thần hái hoa không? Sao lại không nhớ chứ? Tam muội vì cứu ta đã nhảy xuống vách núi. Cũng may chúng ta đều còn sống. Đại ca, lúc đó muội thật sự tưởng muội sẽ đánh mất huynh. Nào, vì chúng ta còn sống. Cạn ly. Cạn ly. Rời cung lâu như vậy rồi, cũng không biết phụ hoàng thế nào rồi. Từ sau khi tới Nam Cương, cũng không biết A Mạc và biểu huynh đang ở đâu. Tam muội, tam muội đừng buồn, còn có đại ca bên cạnh muội mà. Đại ca, cảm ơn đại ca đã ở bên cạnh muội suốt thời gian qua. Cảm ơn huynh đã luôn cận kề. Nào, Tịnh Nhi kính đại ca một ly. Nào, không ngờ rượu này nặng thật. Tam muội, đừng uống nhiều quá. Muội muốn uống, muội muốn say. Vì chỉ có trong mơ mới có thể gặp được phụ hoàng và mẫu hậu. Say rồi thì dơ đi nỗi nhớ người thân. Đại ca, muội nhớ phụ hoàng quá, nhưng muội không thể quay lại kinh thành nữa rồi, không thể ở bên cạnh phụ hoàng tận hiếu với người, không thể múa đao trước mặt phụ hoàng, cũng không thể làm nũng với phụ hoàng. Đại ca, huynh nói xem, có phải muội ích kỷ quá không? Muội đổ hết mọi chuyện để phụ hoàng giải quyết tất cả. Huynh nói xem, có phải ta rất bất hiếu không? Ta muội, muội đừng như vậy. Ta tin bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy con gái cưng mỗi ngày đều sống không vui. Muội nói đúng không? Đại ca, muội thực sự rất nhớ phụ hoàng. Thật nhớ lúc múa đao cho phụ hoàng xem. Phụ hoàng thích nhất là xem muội múa đao. Ông ấy còn ban thưởng cho muội đao vàng nữa. Nào, để ta múa cho đại ca xem. Cẩn thận đó. Muội say rồi đúng không? Đại ca, bây giờ ta không còn phụ hoàng nữa, cũng không còn người thân nào. Muội chỉ còn đại ca thôi. Đại ca, đừng dứt bỏ muội. Huynh đừng bỏ muội có được không? Sao đại ca lại bỏ muội được? Đại ca sẽ mãi mãi bảo vệ muội. Đại ca, huynh cũng thích ta đúng không? Đại ca, nói cho ta nghe, huynh thích ta đúng không? Đại ca, huynh thích ta đúng không? Ta thích muội.
đại ca, ngươi sao vậy? Tam muội, Tam muội, Tam muội. Ta muội, ta xem nào, có sao không? Đừng. Muội không muốn người nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của muội. Muội không muốn người nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của muội. Ta muội, ta không cố ý, muội đừng hiểu lầm. Muội không hiểu lầm. Đức ca đại ca còn sợ khi nhìn thấy dáng vẻ này của muội, khiến muội không thể chịu nổi. Không phải, muội không muốn. Sau này muội không muốn được người nhìn thấy bộ dạng yêu quái của muội nữa. Quên đi đi. Ta muội đừng như vậy. Bất kể muội trở thành thế nào, thì vẫn là tình nhi trong lòng của đại ca. Ta sẽ không sợ muội, ta sẽ ở cạnh muội, để ta xem nào có được không? Không cần huynh thương hại ta. Vừa nãy muội nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt huynh, trong gương muội nhìn thấy gương mặt như yêu ma của mình. Không, đại ca huynh đừng nói nữa. Nếu huynh còn nói nữa, chỉ khiến muội không thể nào chịu đựng được bản thân mình thêm. Quên đi đi. Tịnh Nhi, xin lỗi, quên đi đi. Xin lỗi, ta thật sự không cố ý. Muội không nghe, muội không muốn nghe, không muốn nghe. Tịnh Nhi, ta không có ý đó. Quên đi đi đại ca. Tịnh Nhi, muội nghe ta nói. Quên đi đi. Muội đừng như vậy mà. Quên đi đi. Ra ngoài đi. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi à. Tịnh Nhi, muội nghe ta nói đã. Tịnh Nhi. Như đại ca, làm sao vậy? Số cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Duy, sao lại là ta? Tại sao muội lại thích ta? Chẳng lẽ bởi vì hôm đó ta cứu muội? Không phải, vì huynh chính là lý do duy nhất để Tiểu Duy tồn tại trên cõi đời này. Tiểu Duy, ta chỉ là một phàm phu tục tử, không hiểu chuyện tình cảm, lại không giỏi ăn nói, không thể so với sự phong lưu tiêu sái của nhị đệ, lại càng kém sự anh tuấn mạnh mẽ của Trịnh hiền đệ. Nhưng tại sao muội lại chọn ta chứ? Thích một người chẳng cần lý do.
Sao để lại ở đây khiến ta giật mình? Sư tỷ, sao tỷ như biến thành người khác vậy? Sao đây, không đẹp à? Không phải, đẹp lắm. Nhưng mà đẹp thì đẹp, nhưng lại chẳng giống sư tỷ của ta một chút nào hết. Ý gì vậy? Hôm qua quên mất sinh thần của ta, hôm nay mới sáng sớm gặp chuyện xui xẻo, còn tạt cho ta một gáo nước lạnh. Ta không có một sư đệ đáng ghét như vậy. Tránh đường. Sư tỷ đừng giận, sao đệ có thể quên sinh thần của tỷ? Tỷ xem, đây là quà đệ đặc biệt mua cho tỷ. Giống vậy định tặng tỷ hôm qua, nhưng mà tỷ về muộn quá, nên đệ không có làm phiền tỷ. Tuy sinh thần đã qua rồi, nhưng hôm nay tặng quà bù cũng chưa muộn. Coi như là đệ có lương tâm. Phải rồi, nghe Trịnh đại ca nói quân doanh phát bạc rồi, đưa đây. Nhanh lên. Không phải 5 lượng sao? Sao chỉ còn 1 lượng vậy? Vốn là 5 lượng, nhưng đệ đã đưa cho thái tước rồi. Đệ nói cái gì? Đệ đưa cho cô ta làm gì? Còn chưa cưới gả đã bắt đầu xài tiền của đệ rồi. Đệ mau đi đòi tiền đó lại. Không được đâu sư tỷ, bạn đã đưa cô ấy rồi, sao mà đòi lại được? Đệ bị ngốc sao? Đệ bị mụn mỉ đầu óc rồi sao? Đệ không đi đúng không? Không đi ta đi. Sư tỷ, tuyệt đối không được đi. Bình thường thái tước cùng đệ lên núi hái thuốc rất vất vả, đưa bạc cho cô ấy cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa bọn đệ từ lâu đã không còn khoảng cách, ai cầm tiền cũng vậy thôi. Hai đứa mới quen nhau được mấy ngày mà không còn khoảng cách, vậy tỷ là sao? Tỷ là người ngoài sao? Đương nhiên là không rồi. Tỷ là sư tỷ của đệ, là người thân duy nhất của đệ. Nói thì hay lắm, ta thấy đệ chẳng coi ta là sư tỷ ra gì nữa rồi. Sư tỷ, đệ biết tỷ lo lắng cho đệ, sợ đệ chịu thiệt thòi nên mới đề phòng thái tước như vậy. Nhưng mà thái tước thực sự là cô nương lương thiện, đệ không có nhìn nhầm người đâu. Nếu tỷ có thể bớt một chút cảnh giác, cố gắng hiểu cô ấy một chút, thì tỷ nhất định cũng sẽ thích cô ấy giống như đệ vậy. Ta thích cô ta, ta thích mới lạ đó. Sư tỷ, đệ và thái tước đã hứa với nhau phải mãi mãi ở cạnh nhau, nên coi như tỷ vì đệ cũng nên thử tiếp nhận cô ấy. Tỷ có thành tiếng với thái tước, nhưng mà thái tước đối xử rất tốt với tỷ. Tỷ xem, chiếc vòng này cô ấy đã bán trang sức của mình để mua cho tỷ đó. Đệ nói cái gì? Cái này là cô ta mua sao? Ta không thèm, bây giờ ta dứt nó đi. Sư tỷ, đây là tấm lòng của đệ và thái tước, với lại chiếc vòng này là 100 lượng bạc đó. Dứt đi thì đáng tiếc quá. Nếu tỷ không thích thì trả lại cho đệ. Đệ nói cái gì? Cái vòng này cả 100 lượng bạc sao? Đắt vậy à? Thôi vậy, nếu đắt như vậy ta có ngốc mới trả lại cho cô ta. Đã nói rồi mà. Với lại sư tỷ, tỷ mang cái vòng này lại xinh đẹp hơn nữa. Thật sao? Đúng vậy, tỷ da trắng, những viên san hô này rất tôn da của tỷ. Phải rồi sư tỷ, tỷ ăn mặc trang điểm như vậy là để đi gặp Trịnh đại ca sao? Liên quan gì tới đệ? Đệ quan tâm tỷ mà. Còn nữa, sư tỷ, tối qua tỷ sang ngoài cả đêm, có phải là ở cùng với Trịnh đại ca không? Đúng, thì đã làm sao? Nhưng mà như vậy không có ổn lắm đâu. Có gì mà không ổn? Đệ không quan tâm ta thì có người mượn sinh thần cùng ta không được sao? Chẳng lẽ ta đáng đời cô đơn một mình? Sư tỷ, đệ không có ý đó. Đệ cảm thấy Trịnh đại ca hình như đối với công chúa. Đệ cứ mặc kệ ta được không? Đệ đã tìm được một nửa của mình rồi, ta lại không thể có người trong lòng sao? Với lại ta cũng là thân nữ nhi, tuy không phải là cành vàng lá ngọc như công chúa, nhưng mà ta cũng là người dũng cảm trượng nghĩa. Nói không chừng quân ấy thích kiểu con gái như ta thì sao? Nhưng mà người Trịnh đại ca quan tâm nhất là công chúa, không phải tỷ. Để nói cái gì? Không có gì. Ta tin là đại ca đối xử với ta đặc biệt hơn những người khác. Nếu không sao quân ấy lại cùng ta ăn mừng sinh thần chứ? Để lo cho bản thân mình đi, đừng suốt ngày lo lắng chuyện của ta. Thank you.
Trịnh phó quý, sao vậy phụ cự cô nương? Phụ cự biết bản thân mà mồi tới quân doanh tìm Trịnh phó quý quá lỗ mãng, nhưng mà nếu không đến tìm Trịnh phó quý cũng không biết có ai có thể giúp được tiểu thư. Tịnh Nhi làm sao? Tối qua tiểu thư nhớ thương người thân, tâm trạng u uất nên mời Dương Hiệu Quý tới uống rượu trò chuyện. Lúc đầu cả hai vẫn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng mà sau đó không biết vì sao tiểu thư đột nhiên nổi trận lôi đình, đuổi Dương Hiệu Quý ra ngoài, sau đó lại đập vỡ đồ đạc trong phòng, đóng chặt cửa không cho ai vào, đến cả ta cũng không thể nào vào được. Dương đại ca sẽ không gây hại gì cho Tịnh Nhi. Có lẽ vì Dương Hiệu Quý quá chén, nói điều gì không nên khiến tiểu thư kích động. Những lời này ta cũng không tiện hỏi kỹ. Vậy hiện giờ Tịnh Nhi sao rồi? Bây giờ tiểu thư nhốt mình trong phòng, cả ngày chưa có hạt cơm, giọt nước nào trong bụng. Ta khuyên tiểu thư mãi, nhưng mà tiểu thư không nghe, cũng không mở cửa cho ta. Ta lo tiểu thư sẽ nghĩ quẩn, nên ta đến mong Trịnh phó quý giúp ta khuyên tiểu thư. Vì ta biết trước giờ Trịnh phó quý và tiểu thư vẫn luôn rất thân thiết. Trịnh phó quý mở lời, ta tin tiểu thư nhất định sẽ nghe lọt tai. Được rồi, nhanh đưa ta đến xem. Đa tạ Trịnh phó quý. Tiểu thư, tiểu thư, Tịnh Nhi, tiểu thư, Tịnh Nhi, tiểu thư biến mất rồi. Trịnh phó quý phải làm sao? Tiểu thư, không phải nghĩ quẩn rồi chứ? Đại ca, tha thứ Tịnh Nhi không từ mà biệt. Tịnh Nhi nghĩ buông bỏ mọi thứ đến Nam Cương thì sẽ có thể cùng đại ca sớm hơn bầu bạn, nhưng mà ông trời không chiều lòng người, lại khiến cho ta trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Bây giờ muội không muốn đối mặt với huynh, càng không có dũng khí để đối diện với bản thân mình. Đại ca, xin lỗi. Chẳng lẽ người không thấy nước Hoàng Hà đến từ trời, chảy đến miệng lớn không quay lại? Người sinh ra vốn có giá trị và ý nghĩa của riêng mình, ngàn lượng vàng kia cũng chẳng thể nào đổi lại được. Ngựa quý áo choàng ngàn vàng, tất cả đổi lấy bình rượu ngon, để ta cùng nhau dơi bớt nỗi sầu. Đại ca, Tình Nhi không thể cùng huynh dơi bớt nỗi sầu được nữa rồi. Ngày đó ngươi từ bỏ Cửu Tiên qua hy sinh dung mạo, sao hôm nay hối hận rồi? Ngươi là dị thần, lúc đó đã cứu ta trên núi Du Thần Sơn sao? Sao lại vẫn muốn tự vẫn? Nếu ngày ngày phải đối mặt với yêu ứng của bản thân, chỉ bằng chết quách cho xong. Hôm đó ta đã cảnh cáo ngươi, chính bản thân ngươi nói mạng của Dương Anh quan trọng hơn dung nhan của ngươi gấp trăm lần. Hôm nay sao lại hối hận? Ta không hề hối hận. Có quay lại lúc đó, để ta chọn lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng mà ta lại không ngờ, đến cả đại ca cũng không nhìn nổi gương mặt này của ta. Thậm chí ta đã bỏ cả lòng tự tôn, chỉ mong có thể có được tình yêu của huynh ấy. Yêu một người mà còn cần tự tôn sao? Cũng từng có người giống như ngươi, vì tình yêu mà từ bỏ tự tôn của bản thân, dẫm đạp lên nó giống như bùn đất. Ngươi thua xa cô ta. Nhưng mà ta đã cố gắng hết sức rồi. Ta không dám gặp đại ca nữa. Ta sợ ánh mắt của nó nhìn ta. Đại人
Đại nhân, nếu người không nhẫn tâm nhìn thấy ta chết, xin người hãy cứu ta, giúp ta khôi phục dung nhan đi. Ta đã cứu ngươi hai lần, sau này phải xem tạo hóa của ngươi. Nhân thường thế thái, ắt có an bài. Chưa đến sau cùng, sao ngươi biết được người hắn ta yêu là ai? Với dáng vẻ hiện giờ của ta, ta có gì để có được tình yêu của huynh ấy chứ? Duyên phận của ngươi và hắn chưa tận, vội vàng kết liễu mạng sống của mình chỉ khiến hắn đau lòng thêm thôi. Nếu ngươi muốn dùng cái chết của mình để khiến hắn ấy nấy cả đời, tình cảm ích kỷ như vậy, chẳng lẽ đây là thứ ngươi gọi là tình yêu sao? Không, không phải. Ta cũng không mong đại ca cảm thấy đau khổ. Chỉ là như vậy thì ta cũng đau khổ. Ta không biết làm sao thì mới được. Cố chấp là khổ, chấp niệm là khổ. Con người trên thế gian vốn đã khổ, huống hồ chi còn rất nhiều người chấp mê bất ngộ, khổ sở mong cầu. Nếu ngươi không quý trọng mạng sống, chỉ khiến càng nhiều người đau khổ vì ngươi mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy những chuyện này đều nhẹ tựa lông hồng, nhất quyết muốn chết, thì ngươi chết đi. Lần này bổn tôn sẽ không cứu ngươi nữa đâu. Đúng, ngài nói rất đúng. Ta ích kỷ quá rồi, chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình mà không hề suy nghĩ đến người xung quanh. Người giống như ta vốn dĩ không xứng được yêu. Đại nhân, ngài yên tâm, từ nay về sau, bất kể dung nhan của ta có hồi phục hay không, ta cũng sẽ trân trọng mạng sống. Được, ngươi đi đi. Đa tạ ơn cứu mạng của tiên nhân. Ngươi cũng giống Tiểu Duy, đều không nhìn thấu lưới tình. Sao chủ nhân lại quan tâm đến mạng của một phàm nhân nhỏ nhoi? Cô ta không thể chết. Nếu cô ta chết, Tiểu Duy sẽ lấy trái tim kim hoàng từ ai chứ? Mỗi lần chủ nhân đều dùng chân khí của mình để cứu nghiệt hồ kia, cô ta chẳng còn linh lực tu hành từ lâu rồi. Vì vậy mỗi lần bị thương, ngài đều phải bù đủ lại chân khí cho cô ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chân khí của ngài cũng có lúc cạn kiệt. Băng xà xin chủ nhân đừng quan tâm nghiệt hồ đó nữa, hãy nhanh chóng quay về địa ngục hàng băng. Chuyện trùng tu quan trọng hơn. Bổn tôn tự có chừng mực, ngươi không cần nhiều lời. Muội đi đâu vậy? Ta không sao. Tịnh Nhi, muội không sao chứ? Tịnh Nhi, Trịnh đại ca sao vậy? Còn ngơ ra đó làm gì? Mau giúp một tay đi. Tình Nhi đã không còn nguy hiểm gì, có lẽ quá kích động, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Trịnh huynh, ta không sao. Ta muốn một mình ra ngoài đi dạo để giải tỏa tâm trạng, nhưng lại khiến mọi người lo lắng cho ta. Xin lỗi. Hai người ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Tĩnh Nhi. A Liên tỷ à, chúng ta đi thôi. Tình Nhi, muội nói ta biết tối qua xảy ra chuyện gì. Có phải Dương đại ca, Trịnh huynh? Huynh đừng hỏi nữa. Ta không muốn dò hỏi về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà muội đột nhiên bỏ đi, có phải muốn tự vẫn không? Không, ta không có. Ta rất hiểu muội. Suy nghĩ của muội rất đơn thuần, không giỏi ngụy tạo. Muội tưởng ta không đoán được sao? Tịnh Nhi, muội muốn dày dò bản thân vì huynh ấy đến lúc nào nữa? Trịnh huynh, ta thực sự không sao. Đừng lo lắng cho ta. Không lo lắng cho muội. Muội có biết hôm nay lúc không tìm thấy muội, trong lòng của ta khó chịu đến thế nào không? Ta cũng không muốn lo lắng cho muội, nhưng mà ta lại luôn lo lắng cho muội từng giờ từng khắc. Muội có biết không? Ta biết trong lòng muội chỉ có Dương đại ca, nhưng mà trong lòng muội có ta không? Muội có quan tâm tới ta một chút nào không? Có bao giờ yêu quý ta không? Trịnh huynh, xin lỗi, là Tịnh Nhi không tốt. Tịnh Nhi không nên khiến huynh lo lắng, càng không nên khiến huynh đau lòng vì Tịnh Nhi. Tịnh Nhi, trước đây ta từng nói ta không muốn ép muội, nhưng Dương đại ca không thể bảo vệ được muội. Ta thấy trong lòng huynh ấy chỉ có tiểu duy cô nương. Huynh ấy đối với muội chỉ là tình huynh muội mà thôi. Chẳng lẽ muội vẫn còn cố chấp suy tình với huynh ấy sao? Trịnh huynh, vậy huynh thì sao? Sao sao huynh biết trong lòng ta chỉ có Dương đại ca, sao lại cố chấp không buông tay? Muội nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ bảo với huynh ấy là muội không sao. Cái đấm này là ta đấm thay cho Trịnh Nhi. Dì huynh không biết trân trọng, khí quấy buồn bã như vậy suýt chung đã còn muốn kết liễu đời mình. Muội ấy sao rồi? Muội ấy về biệt quyển rồi. Cũng may lần này không có gì nguy hiểm, nếu không ta không tha cho huynh đâu. Đều tại ta không tốt. Nếu đã biết bản thân không tốt, tại sao còn làm tổn thương muội ấy? Muội ấy vì huynh đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, từ bỏ mọi thứ để theo huynh. Vì cứu huynh, muội ấy đã từ bỏ cơ hội để hồi phục dung mạo. Một cô nương tốt như vậy, sao huynh lại phụ lòng cô ấy chứ? Nhưng mà ta đã có Tiểu Duy rồi. Nếu đệ là ta thì đệ sẽ làm gì? Ta không thể phụ lòng Tiểu Duy. Được thôi, nếu huynh đã có Tiểu Duy thì hãy đối xử với cô ấy thật tốt, để Tình Duy hoàn toàn từ bỏ. Nếu hiện giờ ta muội vẫn còn là công chúa, vẫn còn có dung nhan diễm lệ, ta sẽ lập tức từ chối muội ấy. Nhưng bây giờ muội ấy đánh mất hết mọi thứ rồi, ta sao có thể nhẫn tâm không quan tâm tới muội ấy? Bây giờ muội ấy yếu đuối như vậy, ta phải hết sức cẩn thận khi đối đãi với muội ấy. Ngoài cách này ra ta còn có thể làm gì được? Chẳng lẽ ta phụ lòng Tiểu Duy? Nếu ta làm như vậy, với ta muội mà nói cũng là một kiểu tổn thương. Quỳnh muốn dây dưa với cả hai cô gái, chẳng lẽ đây không phải là tổn thương đối với cả hai sao? Sớm muộn gì Quỳnh cũng từ chối Tịnh Nhi. Vậy bây giờ sao không dứt khoát? Đừng để muội ấy ôm bất kỳ mơ mộng hảo quyền nào về Quỳnh nữa. Càng lún càng sâu. Điều này ta biết, nhưng mà như cái gì? Đến cả bản thân huynh cũng không dám chắc chắn có thể từ chối muội ấy hay không. Huynh cũng thích Tịnh Nhi, đương nhiên là không. Ta chỉ muốn ta muội sống vui vẻ mỗi ngày. Ta không muốn muội ấy ngày nào cũng sống trong nước mắt. Nhưng muội ấy có thể có được hạnh phúc, thì cho dù có phải mất đi mạng sống ta cũng không từ. Để thích ta muội đúng không?
Đúng vậy, ta thích Tịnh Nhi. Ta nghĩ đủ mọi cách khiến cô ấy vui vẻ, để cô ấy cười vui vẻ. Nhưng mà trong mắt cô ấy cũng chỉ có huynh. Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là người bạn của cô ấy. Nếu huynh không thể bảo vệ được Tịnh Nhi thì để ta. Nếu huynh không thể đem đến hạnh phúc của muội ấy thì để ta. Tịnh Nhi, xin lỗi, đại ca không muốn làm tổn thương muội, có thể tha thứ cho ta không?